Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện này thì cha con dân chủ, cha con cải trơn theo cộng sản, chuyên môn đưa tin láo, Washington Post rồi CNN hí hửng mừng rỡ, thì đùng một cái dự án Veritas cùng nhiều kênh khác công bố cái bản thu âm cuộc đối thoại này nguyên gốc dài 1 tiếng đồng hồ. Và không có sửa sai, không có ráp nối gì cả. Đã lễ lại báo Washington Post và đài CNN. Rồi từ đó nhiều dân biểu và nghị sĩ nghe lại bản gốc thì rất là giật dữ và bất mãn với cái đám truyền thông thổ tả này. Washington Post, CNN mất mặt. Mặc dù có sự yểm trợ của mụ già Pelosi, nói rằng ô đây là cái dịp tốt để cho mình trút phê Donald Trump, nhưng bây giờ đã vỡ mộng. Nhưng tất cả tin tức này đều đi sau tweet của Tổng thống. Ông Tổng thống này, ông có nhiều cái lạ lùng không ai ngờ. Trước đó Tổng thống đã tweet về cuộc gọi này. Tổng thống khẳng định Thống đốc và Ngoại trưởng Georgia là gian tà. Hiện nay đa số dân Mỹ nghe nội dung bản gốc xong thì đều nhận xét Tổng thống Trump là trùm truyền thông, lừa được đám big media, fake media. Đúng là Tổng thống gọi fake media là kẻ thù của nhân dân, với mục đích sử dụng chúng là cái loa truyền tải bản cáo trạng gian lận bầu cử ở Georgia cho toàn thế giới sau 2 tháng im lặng. Nghĩ sao mà thời gian gấp rút đến ngày 6 tháng 1 gần kề như vậy mà Tổng thống dư thời gian để đi đòi đôi co với tên Tổng Giám đốc Công vụ Georgia là như thế. Bẫy dễ hợt, dễ đoán hết sức, mà vì gian quá mất khôn nên lọt bẫy của Tổng thống. Lộ ra nguyên hình cái thu tánh ác tâm của mình, truyền thông thổ tả đã bị Trump dắt mũi ngoạn mục, trần chuồng dơ bẩn trước mắt công chúng. Thế là các anh chị dân chủ bị một phen tuyển tò. Tổng thống tweet là White House plan to refer Brad Ratner Wapolik to the Secret Service for investigation under the Espionage Act on ground of national security. Và Bạch Cung đang dự định chuyển hồ sơ của cái tên Tổng Giám đốc tội lỗi Brad Raffner ở bên Georgia này. Dám nghe lén Tổng thống, rồi dám xuyên tạc, và cả WAPO là tờ Washington Post, để điều tra về cái hành vi vi phạm Espionage Act, tức là dự luật về phản gián. Trên căn bản, vi phạm nền an ninh quốc gia. Vì bất cứ câu chuyện nào của Tổng thống đều có cái ý nghĩa an ninh quốc gia. Cho nên chúng ta chờ xem câu chuyện càng ngày càng ngoạn mục. Và Đảng Dân Chủ chỉ có chết. Tập Cẩm Bình thì coi như là ly bún muối. Có phải thôi. Rồi chúng ta lại có bản tin nữa. Đó là cho đến bây giờ đã có 15 triệu người ghi danh vào cái cuộc xuống đường gọi là March for Trump, cuộc xuống đường cho Tổng thống Trump để làm gì? Stop the steal, chặn đứng cái vụ ăn cắp phiếu của Đảng Dân Chủ qua nhân vật Joe Biden. Và ngày 6 chỉ còn có 2 ngày nữa đây, chúng tôi đã nhận được message của ông bà Vũ Huynh Trường đã lên đường đi thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và của cô Thu Thủy tuyên bố ngày mai, cô Thu Thủy với cô Hải Đường có lẽ ngày mai sẽ lên đường qua bên thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham gia cuộc diễn hành cho Tổng thống Donald Trump. Dương Đại xin kính chúc toàn thể quý vị nói chung, ông bà Vũ Huynh Trưởng Hội đồng Đại biểu Người Việt Quốc gia Toàn cầu cũng như là cô Thu Thủy nói riêng được thượng lộ bình an. Và chúng tôi chờ tin vui chiến thắng của quý vị. Rất nhiều người đã liên lạc với Dương Đại.
Rồi hỏi thăm bảo giáo sư à, nghe nói là bên thủ đô Thịnh Đốn thị trường dân chủ nó cấm không được đến, không được ăn ở nhà hàng, không được mở cửa. Mà quý vị đừng có tin láo. Họ có rất nhiều tin láo. Tôi đưa liền. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho vài ngàn quân vệ binh quốc gia đã về đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn để sẵn sàng giúp đỡ gìn giữ an ninh cho đồng bào trong cái ngày mùng 6 tháng Giêng, để cho cái bọn gọi là BLM, tức là Black Lives Matter, mà nhiều người cứ gọi là bọn lưu manh rồi Antifa làm loạn. Thế nhưng mà quý vị yên tâm đi, đấy là tổng thống lo xa thôi, chứ kỳ này không có cái màn làm loạn. Tôi kể lên, quý vị có nghe cái chữ Proud Boy Group không? Là cái nhóm gọi là nhóm kiêu hãnh tuổi trẻ. Cái người đứng đầu là ông Taria, Enrique Taria, tuyên bố với báo chí ngày hôm qua rằng nhóm của chúng tôi sẽ có hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng vạn thành viên sẽ có mặt trong ngày mùng 6 tháng Giêng này, để bất cứ một tên Black Lives Matter hay Antifa hay là tên Việt Cộng hay là Cộng sản nào, Tàu Cộng mà dính vô lạng quạng chúng tôi, bẻ gãy cổ. Cho nên quý vị yên tâm, rất đẹp. Chúng ta vừa có dân quân kháng chiến, dùng cái chữ này cho nó mạnh, thế là cái nhóm Proud Boy đấy. Rồi còn nhiều nhóm nữa. Chúng ta lại có hàng ngàn vệ binh quốc gia. Thế nhưng mà Đảng Dân Chủ nó lại đi lươn lẹo. Nó bảo 4.000 dân vệ binh quốc gia đó là do Đảng Dân Chủ kêu đến, Obama gọi đến để mà lo diễn hành vào ngày đăng quang của Joe Biden. Thấy không? Anh nói sống sượng không? Obama nó đang chèo thuyền ở bên Hawaii, nó có nhà đâu. Bởi vì thấy nó đi chèo thuyền mà Đức Giáo Hoàng mới tuyên bố, tôi buồn lắm, tôi thấy giờ này mà người ta còn đi chơi. Ông Giáo Hoàng này cũng thương Obama lắm. Thấy nó đi xa quá, ông bảo tôi buồn lắm. Giờ này đáng lẽ người ta ở nhà đi, sao người ta còn đi xa. Toàn những người tốt cả. Mà bác tôi có câu nói là tử tế bảo tú đệ. Cho nên nó tóm lại, chúng ta thành công. Quý vị nhớ cái điều 4 ngày không? Giám đốc của Dominion ra điều trần trước Thượng viện. Anh ấy vỗ ngực. Máy Dominion của chúng tôi là cái máy tuyệt vời, không ai có thể xem vào được. Không có dính vào Internet. Liền lập tức bị anh chàng Pulitzer, là cha đẻ của cái ba tốt, một thiên tài về computer, ông ta có mặt và ông ta phát biểu. Ông ta bảo, tôi giờ phút nào cũng có thể xâm nhập vào máy Dominion. Nếu quý vị không tin, cho tôi 500.000 lá phiếu, tôi sẽ đưa hết vào trong máy Dominion trong vòng 2 giờ. Rồi anh chàng giám đốc Dominion thách đố, ông giỏi bây giờ ông làm đi. Ông ngồi ông bấm computer của ông, bảo đấy tôi vừa vào và tôi vừa xâm nhập vào Dominion. Tôi đã thay đổi kết quả bầu cử ở một vài nơi. Ông mở ra coi đi. Tên kia mở ra coi và thấy rõ ràng như vậy, vỡ mặt và không dám nghênh ngang nữa. Rồi mới lòi đuôi ra là cái Dominion này là nó dở và nó rốt, ai cũng có thể vào được. Và móc nối với bên tàu. Ông Pulitzer nói, bằng chứng cho chúng ta thấy là máy Dominion móc nối với ở bên tàu, phiếu ở Hoa Kỳ nhưng mà chuyển qua tàu, rồi chuyển qua Đức, rồi chuyển qua bên Barcelona. Cho nên quý vị thấy ông Đảng Dân Chủ chết. Những cái tên mà gọi là tên Việt Cộng làm vùng ở đây cán ngố bảo rằng là ông Trump nói mà không bằng chứng. Thế thì những cái tên này nó mở lại cái cuộc điều trần của giám đốc Dominion và ông Pulitzer, thấy ngay. Cái đó không cần nói láo mà không cần bịp.
ông Pelosi giờ ông biểu diễn, tôi có thể thay đổi kết quả bầu cử. Xong rồi ông còn trình diễn, ông ấy đưa ra trước thượng viện của tiểu bang Georgia hai cái lá phiếu, một cái giả và một cái thật. Cái thật của ông Donald Trump thì nó có một cái góc giống như là ba cốt, còn cái giả nó không có gì cả, mà cái máy nó lại gài theo cái phiếu giả, cho nên khi mà cái phiếu thật mà đưa vào thì nó nhả ra là vì nó không nhận ra vì có một cái mẫu khác, nhưng mà cái phiếu giả đưa vào thì nó in luôn vì đó là program của nó. Nói tóm lại, mùng 6 tháng Giêng này chúng ta có rất nhiều cái chết của Đảng Dân Chủ. Đúng luật hiến pháp, vào ngày mùng 6 tháng Giêng, khi mà Phó Tổng thống chủ tọa lưỡng viện quốc hội để kiểm phiếu của đại cử tri đoàn, nếu có một dân biểu, nếu có một nghị sĩ chống đối thì tất cả là phải ngồi bàn thảo luận. Bây giờ chúng ta có 140 dân biểu, 12 nghị sĩ là đi 152 người. Ở luật hiến pháp khi đó cứ mỗi một người chống là phải dùng 2 giờ đồng hồ để mà thảo luận. 152 người là phải cần bao nhiêu? 300 giờ đồng hồ. Mà ngày chỉ có 24 giờ. Vậy là 2 tuần lễ nữa cũng vẫn chưa kịp. Mà đến ngày 20 rồi. Thì giây phút đó người ta phải giải quyết bằng cách là bỏ phiếu Hạ viện, lựa Tổng thống, Thượng viện, lựa Phó Tổng thống. Cho nên chúng ta sẽ có nhiều tin hay. Chưa nói đến Donald Trump, Tổng thống nói rằng vào ngày mùng 6 tháng Giêng sẽ thả những con Kraken, những con thuồng luồng ra, thì Đảng Dân Chủ sẽ chết chứ không phải vỡ mặt. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.